Xin chào cả nhà. Hôm nay mình mời cả nhà ăn ốc bu nướng xiên que với mình nha. Đây là mấy con ốc bu á, cả nhà mình luộc xong, mình lễ ra, mình lấy hút đầu thôi. Rồi mình ốp gia vị là gồm sa tế nè, ngũ vị hương, chút hạt nêm, chút cái bột ngọt. Rồi chút cái bột 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 nghệ cho nó vàng vàng cho nó đẹp. Rồi mình bắt đầu mình đem xiên que mình nướng ha. Nướng xong mình làm chén nước chấm nha, gồm tỏi ớt nước mắm đường ngọt thôi, đơn giản thôi. Mình ăn với rau đây, rau thơm đây, mấy rau thơm đây, đây là cải, cải dúng, cải hàng sống ngon lắm nha, đậu bắp này, nói lộn, đây là đậu đũa, quên, còn đây là dưa leo, mình thích ăn đậu đũa sống lắm. Rồi giờ mời cả nhà ăn với mình ha. Đây, mình có gửi lên đây ít nước mắm nha, thì mình chấm thêm miếng ha. Đó. Đây, mời cả nhà ha. Bây giờ vị thấm ngon lắm cả nhà. Quá tuyệt luôn. Vừa ăn lắm. Cái chén nước chấm mình làm quá ngon. Đây, mời cả nhà. Quá thơm tuyệt rồi. Tuốt cả luôn để ăn. Này chén chấm. Nướng rồi nó giòn ngon lắm cái nè.
con này bự lắm. Rau thơm. Quá trời tuyệt luôn á. Ngon, cực kỳ ngon. Rồi ớt có sả tế ngũ vị hương á. Thơm lắm. Cái này mình mua là 4 kg đó nè. Mà mình luộc ra coi còn được cái nhớ. Mình căng không biết được nửa ký không? Cắm được không? Mình làm món này thì hơi cực không? Ngày ơi mình làm mình phải luộc luộc xong rồi để ra rồi thiên qua cho mình nướng thành nó hơi công phu. Làm nó hơi mất thời gian nhưng mà ăn cũng ngon, ngon thiệt luôn. Cái nhà cái nào cái dịp ăn thử á, được á, rất là ngon luôn. Này mình cũng lần đầu tiên ăn luôn. Mấy ngày rồi là mình lựa những con to không á, mà khi mình luộc rồi mình để cho mình nướng ở tay còn gì á, con cầu con á. Hay con nhỏ quá nướng cái nó tạm nhấp là nó còn nhỏ xíu nó không ngon, phải lựa những con bự bự to to nha. Cả này ăn sống không? Nói này em mình nướng vừa nóng lên thôi, trải qua lại cho nó nóng rồi ok, đừng nướng vàng quá sẽ bị dai. Rồi lần trước đó mình đã luộc chín rồi. Rồi 4, 6, 8, 9, 11,
Nãy mình ăn thử trước ngoài 2 sâu, à 13 sâu, 4 kg, 4 kg ốc làm ra 13 sâu. Mấy con này nó hơi nhỏ này, nướng cái nó nhỏ ha. Hơi nhỏ thôi chứ không phải là nhỏ. Này nếu mấy con mà nhỏ xíu nướng nó còn chút xíu. Tuyệt vời. Mình làm ướp cái gia vị nó dưỡng quá. Ngoài nó cài cá lương luôn cả nhà. Gần đây có cái đám gì vậy? Cà nhạc hoặc cà cá lương họ múa lửa. Món này là món bia cũng lý tưởng. Sau thứ sáu rồi đó. Nó chấm ngon quá.
quên, trẻ tương ớt ăn thử. Chai tương ớt mình quên luôn. Cũng được nhưng mà không còn tráng chấm nữa. Tại mình nghĩ là mình ốp lạc á, mà chấm chấm mặn mặn mới được. Nghe sao gùi bu quá ta. Mấy con này là gọi là ốc ốc cồ không mới được cục thịt cả đó. Ăn bốn con rồi chả mắc cổ luôn á. Ăn nhiều nhiều gì mới đã. Quá xa đã. Quá đã. Ngon lắm luôn cái nha. 4 ký ốc mà mình ăn còn nhiều. Còn nãy giờ mấy que à? 4, 6, 8 que. No luôn. Chắc tuyệt. Cả nhà có dịp làm ăn món này thử nha. Cảm này ăn thử, ngon lắm luôn. Rồi mình sẽ dừng video đây ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video này ha. Nếu hay cả nhà nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Chào tạm biệt.